Chào các bác, em lên xong giới thiệu các bác một con máy lọc khí sáp bình dân, một con máy thiết kế khá là đẹp, dùng cho phòng khoảng 20 mét vuông trở lại, rất phù hợp cho các bác dùng cho các cái phòng ngủ. Trên máy thì đầy đủ các cái tính năng công nghệ, giá thành thì rất là hợp lý nhé. Con em bán là 1,5 triệu, bảo hành 1 năm, có báo phần trăm độ ở bằng số điện tử đấy các bác này, công nghệ ion 7000, các chế độ lọc khí kiêm bù ẩm này, lọc khí bình thường này và lọc nhanh. Đấy, đèn báo ion. Đấy, cái này là nút này là nút gì đây, nút khóa trẻ em à. À, giữ 3 giây là khóa các bác nha. Đấy, khóa trẻ em. Nút này là tắt đèn. Đấy, nút này điều chỉnh tốc độ lọc. Đấy, nhanh chậm tự động khác nhau. Này tắt bật ion. Cái này là reset màng. Con này thì phần màng HEPA thay mới tinh rồi. Thay mới tinh thôi nha. Một chiếc màng mới tinh lắp cho các bác rồi nha. Đấy, màng than hoàn tính khử mùi này. Sáp. Một con máy thiết kế rất là đẹp gọn. Mọi thứ khá là đẹp. Màng mới đi theo máy. Màng mới nhá. Đi theo máy được thay màng mới thôi. Giá chỉ có 1,5 triệu thôi ạ. Rất phù hợp cho các bác nào dùng cho phòng ngủ nhà mình. Đây. Bên này là phần bình ướp buồm này. Buồm các thứ thôi nhé. Nói chung là chả có gì để chê cả, một con máy rất là ok. Đây là màn tổng hợp. Màn tổng hợp còn rất là đẹp này. Sáp. Con này đủ full tính năng. Giá chỉ có 1,5 triệu thôi. Chưa phí vận chuyển các bác nhé. Máy đấu điện 220V rồi đấy ạ. Chào các bác.